Kính chào quý vị đến với bản tin Canada ngày 6 tháng 6 hôm nay. Đức Thánh Cha Francis bày tỏ nỗi buồn về những cái chết ở trường nội trú người bản địa nhưng không xin lỗi. Hầu hết các phòng thí nghiệm ở Canada không hoàn toàn có thể phát hiện ra các biến thể Delta COVID-19 theo các chuyên gia cảnh báo. Bạn có dự định đi du lịch vào mùa hè này, những điều bạn nên biết. Việc đánh thuế những gã khổng lồ công nghệ là tốt cho các doanh nghiệp Canada, Bộ trưởng Tài chính cho biết. Thủ hiến Doug Ford điều chỉnh các quy định cho phép tổ chức lễ tốt nghiệp ngoài trời, nhưng Hội đồng trường Toronto vẫn giữ kế hoạch trực tuyến. Thuật toán mới có thể giúp xác định các đợt bùng phát COVID-19 bằng cách sử dụng dữ liệu nước thải. Canada có thể chứng kiến nhiều đám cháy zombie khi mùa đông rút ngắn, khí hậu ấm lên. Canada chật vật tuyển nhân viên ngành dịch vụ khi các tỉnh mở cửa trở lại. Chính phủ tỉnh BC bổ sung ngân quỹ cho chương trình tài trợ phục hồi cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Meghan và hoàng tử Harry chào đón đứa con thứ hai với cái tên Lilibet Lily Diana, đặt tên con theo nữ hoàng và công nương Diana. Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đến với bản tin Canada hàng ngày của kênh Culture Channel, cập nhật một số tin tức Canada mới nhất được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Nếu quý vị chưa có dịp đăng ký subscribe, chúng tôi kính mời quý vị nhấn nút đăng ký subscribe và nhớ bấm nút chuông ngay kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi phát hành các video mới. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây mời các bạn đến với bản tin chi tiết. Hôm Chủ nhật, Đức Giáo Hoàng Francis đã bày tỏ sự đau buồn về việc phát hiện ra hài cốt của 215 học sinh bản địa tại các trường nội trú do nhà thờ điều hành ở Canada, nhưng không đưa ra lời xin lỗi mà Thủ tướng Canada đang tìm kiếm. Trong lời nhận xét với các tín hữu tụ tập tại quảng trường St. Peter's, Đức Francis đã kêu gọi các nhà chức trách, chính trị và nhà thờ làm việc để làm sáng tỏ điều mà Ngài gọi là chuyện buồn này và thúc đẩy việc chữa lành. Hai ngày trước đó, thì Thủ tướng Justin Trudeau cho biết ông vô cùng thất vọng vì Vatican không đưa ra lời xin lỗi, đồng thời kêu gọi nhà thờ phải chịu trách nhiệm. Từ thế kỷ 19 cho đến những năm 1970, hơn 150.000 trẻ em bản địa bị buộc phải theo học tại các trường cơ đốc do nhà nước tài trợ. Phần lớn trong số đó do các giáo đoàn công giáo điều hành trong một chiến dịch nhằm hòa nhập các em vào xã hội Canada. Radar xuyên đất được sử dụng để xác nhận hài cốt của những đứa trẻ tại trường nội trú bản địa ở Kamloops, tỉnh BC vào tháng trước. Trường là cơ sở lớn nhất của Canada và được điều hành bởi nhà thờ Công giáo từ năm 1890 đến năm 1969. Chính phủ Canada đã thừa nhận rằng lạm dụng thể chất và tình dục diễn ra tràn lan trong các trường học với các học sinh bị đánh vì nói tiếng mẹ đẻ của họ. Tôi buồn bã theo dõi tin tức đến từ Canada về việc phát hiện ra hài cốt của 215 đứa trẻ, Đức Francis nói trong bài phát biểu vào trưa Chủ nhật theo thông lệ của mình với công chúng. Tôi tham gia với nhà thờ Công giáo ở Canada để bày tỏ sự gần gũi với những người dân Canada bị tổn thương bởi tin tức gây sốc này. Đức Francis nói thêm, khám phá đáng buồn này làm tăng nhận thức về những nỗi buồn và đau khổ trong quá khứ. Mong các nhà chức trách chính trị và tôn giáo tiếp tục cộng tác với quyết tâm làm sáng tỏ mối đau buồn này và cam kết thực hiện một con đường hàn gắn. Các bình luận của Đức Francis nói về sự chữa lành nhưng không phải là lời xin lỗi. Ông nói những khoảnh khắc khó khăn này thể hiện một lời kêu gọi mạnh mẽ để tách chúng ta khỏi mô hình thuộc địa và khỏi sự đô hộ về mặt ý thức hệ ngày nay và sát cánh bên nhau trong đối thoại, tôn trọng và thừa nhận các quyền và giá trị văn hóa. Hầu hết các phòng thí nghiệm ở Canada không hoàn toàn có thể phát hiện ra biến thể Delta COVID-19 theo các chuyên gia cảnh báo. Theo một số chuyên gia, những nỗ lực hiện tại của Canada nhằm xác định các biến thể COVID-19, đặc biệt là biến thể Delta, tức là biến thể B.1.617, có thể không đủ để thực sự theo dõi mức độ lây lan của nó trên toàn quốc. Theo tiến sĩ Lawrence Pelletier, một nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Lunenfeld Tannenbaum tại Bệnh viện Mount Sinai, phần lớn các đơn vị y tế công cộng ở các tỉnh không được trang bị thiết bị kiểm tra có thể xác định đầy đủ hoặc xác định một số biến thể COVID-19. Một trong những biến thể đáng quan tâm đó là biến thể Delta, tức là tên gọi của biến thể B.1.617, được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ. Tiến sĩ Pelletier và người đồng nghiên cứu ở Mount Sinai là tiến sĩ Jeff Rana nói rằng số lượng đột biến trong biến thể Delta khiến các thử nghiệm rất khó xác định chính xác nó.
Theo họ thì phần lớn các phòng thí nghiệm y tế công cộng đang sử dụng các xét nghiệm PCR thông thường hơn, mà bị hạn chế do họ chỉ có thể xem xét một hoặc hai đột biến cụ thể. Mặc dù các thử nghiệm đó hoạt động tốt với các biến thể cần quan tâm như biến thể alpha B117, nhưng không thể phân biệt được những biến thể có 3 đột biến trở lên như biến thể Delta. Tiến sĩ Pelletier nói rằng các báo cáo hàng ngày từ Public Health Ontario cho thấy tần suất xuất hiện của biến thể alpha, tức là biến thể B117, đang giảm dần, điều mà ông cho là dấu hiệu của các biến thể khác cần quan tâm như Delta đang mở rộng. Mặc dù vậy, do những khó khăn trong việc xác định các biến thể mà có nhiều đột biến hơn, các đơn vị y tế công cộng như ở tỉnh Ontario và nhiều tỉnh bang khác đang gặp khó khăn trong việc xác định chính xác loại nào đang lây lan. Với việc sử dụng một phương pháp thử nghiệm mới, sử dụng nền tảng robot và giải trình tự được gọi là SparSequence, tiến sĩ Pelletier và Rana tiết lộ rằng biến thể Delta B1617 đã chiếm khoảng 20% các trường hợp dương tính mới chỉ dựa trên dữ liệu của họ, với khả năng con số đó là cao hơn nhiều. Họ cũng cho biết thành viên của phòng thí nghiệm đã xác định biến thể Delta đầu tiên ở tỉnh Ontario nói rằng phương pháp giải trình tự của họ có thể được thực hiện nhanh hơn nhiều và với chi phí thấp hơn nhiều so với các phòng thí nghiệm khác. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Giám đốc Y tế Công cộng của Canada là tiến sĩ Theresa Tam, khi được hỏi Canada có đủ trình tự được thực hiện để xác định biến thể Delta hay không, đáp lại thì bà Tam nói rằng Canada với tư cách là một quốc gia đang thực hiện trình tự nhiều hơn nhiều vì số lượng các trường hợp tiếp tục giảm. Bà nói trên thực tế thì các tỉnh đang tiến tới giải quyết phần lớn các trường hợp dương tính. Bà Tam cũng chỉ ra rằng bằng chứng ngày càng gia tăng về khả năng lây truyền của biến thể Delta nhiều hơn biến thể Alpha và trích dẫn một nghiên cứu gần đây từ Vương quốc Anh cho thấy hai liều vaccine hiệu quả hơn nhiều trong việc bảo vệ chống lại nó. Khi nguồn cung tăng lên, điều rất quan trọng là phải tiêm liều thứ hai khi các biến thể như biến thể Delta có trong cộng đồng của chúng ta, bà Tam nói. Bạn có dự định đi du lịch mùa hè này? Đây là những gì bạn nên biết. Mùa hè một liều như lời quảng cáo của Thủ tướng Justin Trudeau đang được mong đợi ở Canada, với hơn một nửa dân số Canada đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Các chuyên gia du lịch cho biết khi các tỉnh sắp nới lỏng các hạn chế COVID-19 trong những tháng tới, du lịch vào mùa hè là có thể thực hiện được, nhưng nhu cầu hiện đang thấp. Theo chủ tịch của TripCentral.ca là ông Richard Vandeluper cho biết không có gì phải lo lắng khi đặt trước bất cứ thứ gì cho mùa hè. Một lời khuyên về du lịch vẫn đang có hiệu lực với việc chính phủ thúc giục tránh các chuyến đi không cần thiết. Trên hết, liên bang đã áp đặt một loạt các biện pháp đối với bất kỳ ai nhập cảnh vào đất nước này. Hiện tại thì các chuyến bay quốc tế chỉ hạ cánh tại 4 sân bay của Canada là Toronto, Montreal, Vancouver và Calgary. Các chuyến đi du ngoạn cruise trong nước bị cấm. Vì vậy, nếu bạn đang muốn đi du lịch vào mùa hè này, đây là một số điều cần xem xét trước khi bạn đặt chuyến đi đó trong Canada hoặc nước ngoài. Về hạn chế trong nước, các cơ quan y tế cấp tỉnh đã khuyến cáo không nên đi du lịch không thiết yếu trong bối cảnh đại dịch và áp đặt các hạn chế của riêng họ. Kể từ ngày 19 tháng 4, tỉnh Ontario đã đóng cửa biên giới đất liền với tỉnh Quebec và Manitoba với một số miễn trừ, nhưng các chuyến tàu, xe lửa và chuyến bay được phép đi vào. Ở tỉnh Nova Scotia thì theo luật định, bạn bắt buộc phải tự cách ly trong 14 ngày, ngay cả khi bạn đã xét nghiệm âm tính với COVID-19 hoặc tiêm vaccine nếu bạn đi từ bên ngoài tỉnh. Nhưng tỉnh Saskatchewan và Alberta không có bất kỳ hạn chế đi lại nào. Ở đảo Prince Edward Island thì đã nói rằng bắt đầu từ ngày 27 tháng 6, tỉnh sẽ không còn yêu cầu phê duyệt trước khi đi du lịch đối với du khách Canada ở Đại Tây Dương. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 8, những người đi du lịch trong Đại Tây Dương Canada đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc một phần, vẫn được yêu cầu xét nghiệm nhưng sẽ không cần phải tự cách ly. Tỉnh Newfoundland thì đang hướng tới việc giảm bớt các hạn chế về biên giới và chào đón du khách từ phần còn lại của Canada sớm nhất là vào ngày 1 tháng 7. Mặc dù việc đi lại trên bộ giữa các tỉnh bị cấm ở một số vùng nhất định, nhưng người dân Canada vẫn có thể lên máy bay và bay từ Vancouver đến Charlottetown. Theo ông Martin Firestone, là một nhà môi giới bảo hiểm du lịch ở Toronto cho biết, trong nước thì không có vấn đề gì khi bay từ tỉnh này sang tỉnh bang khác. Còn đối với du lịch quốc tế,
có một số chuyến bay hạn chế từ Canada đến Hoa Kỳ, châu Âu, châu Á, Mexico và Caribbean, nhưng du khách phải chịu các hạn chế từ xét nghiệm đến cách ly khi đến. Nếu bạn bay đến Hoa Kỳ, bạn phải có bằng chứng về kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính không quá 3 ngày trước khi khởi hành. Người Canada có thể đi du lịch đến một số quốc gia ở châu Âu, nhưng họ sẽ cần xét nghiệm âm tính và phải tự cách ly khi đến nơi, tùy thuộc vào điểm đến. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 7, Air Canada sẽ bắt đầu khai thác các chuyến bay đã được xét nghiệm COVID-19 để đến Rome, Ý mà không cần cách ly khi đến. Hành khách đến Vương quốc Anh thì cũng phải xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. Trong mọi trường hợp, du khách nên kiểm tra quy trình kiểm tra và cách ly đối với quốc gia họ sẽ đến trước khi đặt chuyến đi. Sau đó thì còn các biện pháp kiểm dịch khi trở lại về nước. Theo các hạn chế đi lại hiện tại của Canada, hành khách phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi được lên máy bay. Hành khách cũng được xét nghiệm khi đến nơi và phải cách ly tại một khách sạn được chính phủ ủy quyền trong vòng 3 ngày trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Sau đó thì du khách được yêu cầu hoàn thành phần còn lại của 14 ngày cách ly bắt buộc tại nhà sau khi đã cách ly tại khách sạn. Có rất nhiều nơi mà mọi người có thể đi du lịch nếu họ sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều đó. Có thể hủy chuyến bay và đòi hoàn tiền lại. Là một phần của thỏa thuận với chính phủ liên bang, Air Canada và Air Transat sẽ hoàn lại tiền cho những du khách có chuyến bay bị hủy do đại dịch. Theo thỏa thuận, sẽ được hoàn tiền cho các chuyến bay được lên lịch vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2020 mà khách hàng hoặc hãng hàng không đã hủy. Air Canada, WestJet và Air Transat đang miễn phí thay đổi hoặc hủy chuyến cho những du khách đặt chuyến bay vào đầu mùa hè. Theo ông Firestone, nhà môi giới bảo hiểm ở thành phố Toronto cho biết, trong khi nhiều hãng vận chuyển và các điểm đến mặt trời đang cung cấp các kế hoạch phong phú với các tùy chọn có thể hủy chuyến đi, việc đặt phòng cho Airbnb hoặc các khu nghỉ dưỡng và khách sạn có thể kém linh hoạt hơn. Những thay đổi tự nguyện của khách hàng có thể bị phạt khi hủy đặt phòng và các quy định khác về hoàn tiền. Đôi khi tốt hơn là bạn nên trả nhiều hơn một chút để linh hoạt hơn cho các thay đổi vì các hạn chế có thể thay đổi. Còn về bảo hiểm y tế, bảo hiểm du lịch thường không bao gồm bất kỳ tình trạng nào đã có từ trước và vì đang có tư vấn về du lịch ở mức cấp 3 từ chính phủ, bạn sẽ không thể yêu cầu bảo hiểm bất kỳ chi phí nào liên quan đến COVID-19 thông qua gói bảo hiểm đó. Theo chủ tịch của TripCentral.ca cho biết, COVID vẫn là một nguyên nhân đã biết và tình trạng đã biết, vì vậy điều đó sẽ bị loại trừ khỏi các mục đích yêu cầu trong bảo hiểm. Nhưng bảo hiểm y tế bạn mua sẽ bao gồm bất kỳ tình trạng nào khác và bệnh tật không có từ trước. Ngoài ra, các công ty bảo hiểm du lịch cũng cung cấp bảo hiểm y tế COVID-19 bên ngoài Canada được bán dưới dạng một sản phẩm khác. Theo ông Firestone cho biết, bảo hiểm bổ sung cho COVID-19 có thể dao động từ $100 đến $500 tùy thuộc vào công ty bảo hiểm. Nếu khách du lịch bị mắc COVID-19 trong chuyến đi, thì bảo hiểm COVID-19 sẽ chi trả cho các chi phí kiểm dịch y tế liên quan và y tế khẩn cấp, nhưng xét nghiệm bắt buộc là không được bao gồm. Các chi phí phát sinh khi bị cách ly trở lại Canada cũng sẽ không bao gồm. Sau đây là một số cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Khi Canada tiếp cận mục tiêu tiêm chủng COVID-19 cho một mùa hè tốt hơn, Giám đốc Y tế Công cộng của đất nước đang xem xét các tiêu chuẩn vaccine cho mùa thu. Mỗi tuần, chúng ta đang tiến gần hơn đến mục tiêu ban đầu là 75% người dân Canada đủ điều kiện được tiêm liều vaccine đầu tiên và 20% người dân được tiêm chủng đầy đủ. Như vậy, mùa hè sẽ tốt hơn, theo tiến sĩ Theresa Tam đã tweet vào hôm thứ Bảy. Bà nói, mục tiêu ít nhất 75% người Canada tiêm chủng đầy đủ là cần thiết để bảo vệ năng lực hệ thống y tế, nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng. Chúng ta có thể làm tốt hơn thế và nên tiếp tục. Trong khi đó, thì Thủ tướng Justin Trudeau thông báo hôm thứ Sáu rằng các lô hàng lớn vaccine sẽ tiếp tục trong suốt mùa hè, với hơn 2 triệu liều Pfizer dự kiến mỗi tuần cho đến cuối tháng 8. Thủ tướng Trudeau cho biết 9 triệu liều Pfizer sẽ đến vào tháng 7, với 9,1 triệu liều khác dự kiến vào tháng 8. Ông nói thêm rằng Canada cũng đã đàm phán một lựa chọn cho 3 triệu liều vaccine Pfizer nữa sẽ được giao vào tháng 9.
Thủ tướng Trudeau cho biết ông đã được khuyến khích bởi việc triển khai vaccine của đất nước, nói thêm rằng người dân Canada có lý do để hy vọng vào mùa hè và mùa thu này. Càng nhiều người được tiêm chủng, tất cả chúng ta càng an toàn. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu mong đợi nhiều hơn những gì chúng ta yêu thích, từ cắm trại đến ăn tối với bạn bè. Canada ghi nhận thêm 1.155 ca nhiễm mới và 12 ca tử vong trong ngày Chủ nhật, và báo cáo thêm 1.379 ca nhiễm mới và 32 ca tử vong vào hôm thứ Bảy. Hiện Canada ghi nhận tổng số ca COVID-19 là 1.392.332 ca kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trong số đó thì trên 96% đã hồi phục. Hiện còn 24.330 ca đang còn bệnh, có 25.724 tử vong cho đến nay. Tính đến nay thì Canada đã tiêm 23.1 triệu liều vaccine, tức là 61,15% dân số Canada đã được tiêm ít nhất một liều, trong đó thì 7,37% dân số Canada đã được tiêm cả hai liều. Tỉnh Ontario ghi nhận thêm 663 ca nhiễm mới và 10 ca tử vong vào hôm Chủ nhật. Hiện tỉnh còn 8.368 ca còn bệnh. Trong số đó, thành phố Toronto còn 2.514 ca bệnh. Vùng Peel thì còn 1.903 ca bệnh. Vùng York còn 487 ca. Durham còn 369 ca. Thành phố Ottawa còn 583 ca. Thành phố Hamilton còn 461 ca. Niagara còn 265 ca. Waterloo còn 310 ca. Wellington, Dufferin, Guelph còn 162 ca, London còn 180 ca và Windsor còn 154 ca bệnh. Tỉnh Quebec thì báo cáo 179 ca bệnh mới vào Chủ nhật, là con số thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 9. Hiện tỉnh có 2.751 ca còn bệnh. Tỉnh không đưa ra thông tin chi tiết về số ca đang còn bệnh cho từng khu vực. Tỉnh Manitoba báo cáo thêm 220 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong vào hôm Chủ nhật. Hiện tỉnh còn 4.069 ca bệnh. Trong đó, khu vực Winnipeg còn 2.922 ca bệnh. Tỉnh Saskatchewan báo cáo 73 ca nhiễm mới vào Chủ nhật. Tỉnh còn 1.196 ca bệnh. Trong đó, thì Saskatoon có 338 ca bệnh, Regina có 183 ca bệnh. Khu vực miền Bắc còn 342 ca bệnh, khu vực trung tâm và miền Nam còn 319 ca bệnh. Tỉnh Alberta chưa có báo cáo mới vào Chủ nhật, nhưng tỉnh đã báo cáo 293 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong vào hôm thứ Bảy. Tỉnh có 5.071 ca còn bệnh. Trong đó thì Calgary có 1.997 ca còn bệnh. Edmonton có 1.315 ca bệnh. Khu vực trung tâm còn 632 ca bệnh, miền Nam thì còn 263 ca, miền Bắc còn 677 ca bệnh. Tỉnh BC không có báo cáo vào cuối tuần, tỉnh hiện ghi nhận còn 2.453 ca bệnh. Trong đó thì khu vực Fraser có 1.217 ca bệnh, vùng ven biển Vancouver Coastal còn 704 ca bệnh, khu vực nội địa Interior có 379 ca bệnh, phía Bắc còn 80 ca bệnh. Đảo Vancouver Island có 67 ca còn bệnh. Tại khu vực Đại Tây Dương Canada, tỉnh New Brunswick có 134 ca đang bệnh. Nova Scotia thì có 204 ca bệnh. Tỉnh PEI còn 6 ca bệnh. Newfoundland thì còn 72 ca bệnh. Trên khắp miền Bắc, Yukon còn 3 ca bệnh, Nunavut còn 3 ca bệnh. Trong khi đó, thì thế giới đã ghi nhận hơn 173 triệu ca COVID-19 với trên 3.7 triệu người đã tử vong vì căn bệnh này, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. Việc đánh thuế những gã khổng lồ công nghệ là tốt cho các doanh nghiệp. Bộ trưởng Tài chính Liên bang Chrystia Freeland cho biết một thỏa thuận toàn cầu mới được ký kết nhằm đánh thuế các tập đoàn công nghệ đa quốc gia là có lợi cho Canada và các doanh nghiệp của nước này. Các tập đoàn đa quốc gia cần phải trả phần thuế của họ một cách công bằng và nhóm G7 vừa vạch ra một con đường để điều này khả thi, bà nói trong một bài thuyết từ London. Khuôn khổ thuế này có thể buộc một số công ty lớn nhất thế giới, bao gồm cả những gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ, như Facebook, Google, Apple và Microsoft, phải trả thuế ở những quốc gia nơi họ có doanh thu cao nhưng không có trụ sở chính. Trong trường hợp không có thỏa thuận giữa các quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, Bộ trưởng Freeland đã chỉ ra rằng Canada đã sẵn sàng để đơn phương áp thuế dịch vụ kỹ thuật số của riêng mình bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Các bộ trưởng từ các nền dân chủ giàu có nhất thế giới cũng đồng ý hỗ trợ mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu ít nhất là 15%
để ngăn chặn các công ty đa quốc gia trốn thuế bằng cách giảm lợi nhuận ở các quốc gia có mức thuế suất thấp. Giám đốc Bộ Tài chính Anh là ông Rishi Sunak, người chủ trì cuộc họp, cho biết thỏa thuận này sẽ cải cách hệ thống thuế toàn cầu để phù hợp với thời đại kỹ thuật số và bảo đảm các công ty nộp đúng thuế vào đúng nơi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ là bà Janet Yellen thì cho biết thỏa thuận tạo động lực để đạt mức thuế là 15% trên toàn cầu. Mức thuế tối thiểu toàn cầu được ủng hộ bởi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người ban đầu đã thúc đẩy mức thuế tối thiểu là 21%. Cuộc họp của các bộ trưởng tài chính nhóm G7 diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh thường niên của các nhà lãnh đạo nhóm 7 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 tại vịnh Cadiz, Cornwall ở Vương quốc Anh. Việc ủng hộ thuế suất doanh nghiệp từ nhóm G7 có thể xây dựng động lực cho một thỏa thuận giữa hơn 140 quốc gia, cũng như nhóm 20 bộ trưởng tài chính sẽ họp vào tháng 7 này. Thủ hiến đất Ford điều chỉnh các quy định cho phép tổ chức lễ tốt nghiệp ngoài trời, nhưng Hội đồng trường Toronto vẫn giữ kế hoạch trực tuyến. Thủ hiến đất Ford sẽ điều chỉnh quy định để cho phép tổ chức các buổi lễ tốt nghiệp ngoài trời. Tuy nhiên, cùng ngày, Hội đồng trường học Toronto cho biết họ sẽ tiếp tục tổ chức lễ tốt nghiệp trực tuyến và sẽ không chuyển sang các buổi họp mặt trực tiếp. Thủ hiến Ford cho biết ông rất thất vọng khi nghe tin này. Ông nói, không có lý do gì mà trong thời gian có 102 này, hội đồng trường lại không thể sáng tạo và nghĩ ra cách để tổ chức lễ an toàn cho học sinh. Trong một tuyên bố, Hội đồng trường Công giáo Toronto cho biết họ muốn bảo đảm rằng các quyết định mà họ đưa ra giữ sự công bằng ở vị trí hàng đầu. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của những lễ kỷ niệm như vậy đối với học sinh, đặc biệt là sau một năm học bất thường. Tuy nhiên, chúng tôi muốn bảo đảm rằng các quyết định mà chúng tôi đưa ra luôn giữ sự công bằng ở vị trí hàng đầu để học sinh không bị chia rẽ bởi chuyện những người có thể hoặc không thể tham gia, đồng thời nhận thức rằng việc lập kế hoạch tốt nghiệp có thể mất hàng tháng. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về việc liệu tỉnh Ontario có thể bước vào giai đoạn 1 trong những kế hoạch mở cửa trở lại vốn chỉ cho phép 10 người tụ tập ngoài trời hay không. Theo bản thông báo của Hội đồng trường Công giáo Toronto cho biết, dựa trên thông tin mà Hội đồng Quản trị hiện có, khuyến nghị của Toronto Public Health vẫn tập trung vào các lễ kỷ niệm trực tuyến. Thuật toán mới có thể giúp xác định các đợt bùng phát COVID-19 bằng cách sử dụng dữ liệu nước thải. Nhiều thành phố trên khắp Canada đã dựa vào việc phân tích nước thải như một hệ thống cảnh báo sớm về sự gia tăng các ca COVID-19. Giờ đây thì một nhóm các nhà nghiên cứu do Canada đứng đầu đã phát triển một thuật toán mới có thể sử dụng dữ liệu nước thải để xác định khu vực nào có ổ dịch COVID-19. Thuật toán này được phát triển bởi giáo sư Odette Berman của Đại học Toronto, giáo sư Richard Larson của MIT và giáo sư Mehdi Nourin Nazak của Đại học York. Bộ ba đã công bố những phát hiện của họ vào tháng 4. Hiện tại, các thành phố như Ottawa đang tiến hành thu thập các mẫu nước thải hoặc bùn thải chưa qua xử lý và thực hiện các xét nghiệm thủ công để xác định tải lượng virus trong các mẫu. Các nhà nghiên cứu và các quan chức y tế công cộng đã sử dụng dữ liệu này để dự đoán sự gia tăng hoặc giảm các ca COVID-19 được báo cáo trong toàn thành phố. Thuật toán mới này có thể cho phép các quan chức y tế công cộng nhanh chóng xác định chính xác khu vực nào có ổ dịch. Thuật toán dựa vào các cảm biến tự động được cài đặt trên một số hố ga được đặt ở vị trí chiến lược để phát hiện sự hiện diện của SARS-CoV-2 trong chất thải của con người. Khi tính toán bằng thuật toán, các nhà nghiên cứu cho biết chỉ cần 7 cảm biến cho một hệ thống nước thải có 2.000 hố ga. Nếu một bộ cảm biến phát hiện ra sự hiện diện của virus, các nhà nghiên cứu sức khỏe cộng đồng có thể tiến hành kiểm tra thủ công tại một vài hố ga phía trên bộ cảm biến, xác định được khu vực có ổ dịch. Tất cả điều này có thể được thực hiện trong một ngày. Từ đó thì những cư dân trong khu vực đó có thể được liên hệ để xét nghiệm COVID-19 và được cách ly nếu cần, ngăn chặn sự lây lan thêm của virus. Các cảm biến này vẫn chưa được phổ biến nhưng đã được các nhà nghiên cứu ở Israel phát triển. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu cho biết thuật toán này có thể được sử dụng để theo dõi các loại virus khác, chẳng hạn như norovirus. Họ cũng suy đoán rằng việc phân tích hóa chất trong hệ thống nước thải có thể được sử dụng để xác định vị trí của các nhà sản xuất bom và phòng sản xuất ma túy đá.
Canada có thể chứng kiến nhiều đám cháy zombie khi mùa đông rút ngắn, khí hậu ấm lên. Các chuyên gia cho biết những ngọn lửa tiếp tục bùng cháy trong suốt mùa đông ở Canada từng được cho là một huyền thoại, nhưng hiện tượng đám cháy zombie có thể trở nên phổ biến hơn khi nhiệt độ ấm hơn và tuyết rơi ít hơn. Ông Stephen Cummins là phó giáo sư tại khoa gỗ và rừng của Đại học Laval cho biết, những người làm việc trong lĩnh vực quản lý cháy đã nghe những câu chuyện về những đám cháy âm ỉ dưới lòng đất trong mùa đông, nhưng không có cách nào để đếm chúng cho đến khi một nghiên cứu gần đây. Bài nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí khoa học Nature cho biết, nhiệt độ mùa hè tăng lên liên quan đến sự ấm lên của khí hậu và thúc đẩy sự tồn tại của các đám cháy mùa đông trong tương lai ở các vùng miền núi. Những ngọn lửa bùng cháy trong mùa đông còn được gọi là đám cháy zombie. Báo cáo cho biết hầu hết các đám cháy được nhìn thấy ở vùng cận Bắc Cực, Northwest Territories và rừng núi phía Bắc ở Ontario, Alberta và Saskatchewan, nơi than bùn được tìm thấy với số lượng lớn. Đám cháy Fort McMurray ở Alberta và một số đám cháy ở lãnh thổ Northwest Territories được coi là đám cháy zombie. Ông James Waddington là giáo sư tại trường Trái đất, Môi trường và Xã hội của Đại học McMaster cho biết, đám cháy zombie bùng phát trở lại từ mùa trước sau khi âm ỉ dưới tuyết. Ông cho biết ở một số khu vực đám cháy có thể bùng phát trở lại. Mùa hè nóng dẫn đến các đám cháy sâu hơn trong đất hữu cơ hoặc than bùn và có nhiều khả năng được phát hiện vào mùa xuân năm sau. Ông Mike Flanagan, một giáo sư về cháy rừng tại Đại học Alberta cho biết các đám cháy zombie trung bình thải ra nhiều carbon hơn so với các đám cháy rừng thông thường. Đất thâm bùn là những hồ chứa carbon đã được hình thành trong hàng nghìn năm. Đốt một ký than bùn thải ra khoảng nửa ký carbon vào bầu khí quyển. Giáo sư Flanagan quy phần lớn sự gia tăng các vụ cháy zombie là do khí hậu ấm lên. Canada đang ấm lên với tốc độ gấp đôi và khu vực Bắc Cực đang ấm lên nhanh gấp 3 lần so với phần còn lại của thế giới. Canada đang chật vật tuyển nhân viên ngành dịch vụ khi các tỉnh mở cửa trở lại. Khi các nhà hàng và khách sạn của Canada bắt đầu mở cửa trở lại sau nhiều tháng ngừng hoạt động, họ chắc chắn sẽ phải chật vật tìm người thay thế cho những công nhân mà đã rời ngành trong thời gian COVID-19 diễn ra. Nhưng họ có thể có lợi thế hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành tại Hoa Kỳ, nơi đang phải vật lộn với tình trạng thiếu lao động. Một chương trình trợ cấp tiền lương của chính phủ liên bang ở Canada đã giữ cho nhiều nhân viên ngành dịch vụ gắn bó với người sử dụng lao động của họ. Lĩnh vực này chiếm 71% trong số 500.000 việc làm của Canada đã biến mất trong đại dịch và vẫn chưa quay trở lại. Hiện tại thì ngay cả những tỉnh đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất cũng lên kế hoạch mở cửa trở lại theo từng giai đoạn bắt đầu. Họ đang đối mặt với thực tế là nhiều công nhân trong số đó đã chuyển việc hoặc ngừng làm việc hoàn toàn. Một số giám đốc điều hành trong ngành khách sạn và dịch vụ ăn uống cho biết, các nhà kinh tế đang dự đoán một sự phục hồi lành mạnh trong nửa cuối năm khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại và người tiêu dùng cảm thấy thoải mái khi tham gia các hoạt động trực tiếp. Các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề ở Hoa Kỳ đang gặp khó khăn trong việc tăng nhân lực. Vào tháng 4, thì Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo việc làm đáng thất vọng với các công ty cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân công vì lo ngại về virus. Trách nhiệm chăm sóc trẻ em của các người lao động là cha mẹ và trợ cấp thất nghiệp hào phóng. Các doanh nghiệp của Canada có thể gặp phải những thách thức tương tự. Nghiên cứu của CIBC cho thấy các doanh nghiệp Canada tận dụng trợ cấp tiền lương có thể dễ dàng đưa người lao động trở lại hơn so với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Phần lớn là do sự hỗ trợ đó đến trực tiếp từ chính phủ thay vì thông qua người sử dụng lao động. Các doanh nghiệp ngành dịch vụ của Canada sẽ vẫn phải vật lộn để tìm nhân công, chỉ vì nhập cư đã chậm lại đến mức nhỏ giọt, làm gia tăng tình trạng thiếu lao động vốn đã có trước COVID-19. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở Hoa Kỳ là 61,7%, giảm từ 63,3% trước đại dịch. Sự sụt giảm ở Canada đã ít nghiêm trọng hơn, từ 65,5% xuống còn 64,9%. Chính phủ British Columbia bổ sung ngân quỹ cho chương trình tài trợ phục hồi cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Chính phủ tỉnh BC đã công bố rót thêm hàng triệu đô la tài trợ để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ trụ vững đến lúc bước 3 của kế hoạch mở cửa trở lại bắt đầu.
Các quan chức cho biết số tiền này sẽ tài trợ cho khoản tài trợ phục hồi doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến ngày 1 tháng 7. Chương trình đã giúp 10.000 doanh nghiệp tại BC với hơn 41% số tiền dành cho các doanh nghiệp liên quan đến du lịch. Bộ trưởng Bộ Du lịch cho biết sự hỗ trợ bổ sung này là một lời kêu gọi hành động từ lực lượng đặc nhiệm du lịch để cứu trợ những người và doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Bộ trưởng khuyến khích các doanh nghiệp du lịch xem xét liệu họ có đủ điều kiện nhận tài trợ hay không. Tỉnh cho biết chương trình tài trợ phục hồi hoạt động kinh doanh kết hợp với quỹ hỗ trợ ngắt mạch Circuit Breaker đã cam kết 560 triệu đô la giúp các doanh nghiệp tại tỉnh BC bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Chương trình quỹ hỗ trợ ngắt mạch Circuit Breaker đã hết nhận hồ sơ vào hôm thứ Sáu. Chủ sở hữu của các doanh nghiệp sử dụng tối đa 149 cư dân đủ điều kiện để nộp đơn xin trợ cấp kinh doanh vừa và nhỏ. Các đơn đăng ký sẽ đóng vào ngày 2 tháng 7. Bước 3 trong kế hoạch mở cửa trở lại của tỉnh bang cho phép các cuộc tụ họp trong nhà và ngoài trời như bình thường, tiếp tục các lớp thể dục trong nhà và việc đi du lịch khắp Canada cho những mục đích không thiết yếu. Nữ công tước Meghan và hoàng tử Harry chào đón đứa con thứ hai, đặt tên con theo nữ hoàng và công nương Diana. Meghan, nữ công tước Sussex, đã sinh đứa con thứ hai là một bé gái, được cô và chồng là hoàng tử Harry đặt tên theo nữ hoàng Elizabeth và người mẹ quá cố là công nương Diana. Người phát ngôn của hoàng tử Harry và Meghan cho biết vào Chủ nhật hôm nay rằng cặp đôi chào đón đứa con Lilibet Diana Mountbatten Windsor vào lúc 11 giờ 40 sáng, con gái của họ nặng 7 pounds 11 ounce. Tên Lilibet của bé là biệt danh thời thơ ấu của nữ hoàng. Tên đệm của bé là để vinh danh bà của bé, là mẹ của hoàng tử Harry. Em bé là người đứng thứ 8 trong hàng ngai vàng của Vương quốc Anh. Cặp đôi đã đưa ra một tuyên bố cùng với thông báo vào Chủ nhật, viết rằng bé còn hơn cả những gì chúng tôi có thể tưởng tượng và chúng tôi biết ơn tình yêu và những lời cầu nguyện mà chúng tôi đã cảm nhận được từ khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã tiếp tục với tấm lòng và sự ủng hộ của các bạn trong thời gian rất đặc biệt này đối với gia đình chúng tôi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada của ngày 6 tháng 6 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kính mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức, cũng như để chương trình có thể được tiếp tục. Rất cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp cũng như chia sẻ của các bạn đã tiếp thêm động lực cho nhóm thực hiện chương trình. Xin chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và luôn bình an. Hoàng Anh chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.